mà ngâm bột sắt như thế nó nguy hiểm, có sợ không? À thì kệ mình ăn mình sợ. Đây, chỉ bơm vào đây thôi, như này thôi. Đấy. Không, chị bơm hết cho em đi. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại một cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ. Chủ cơ sở khẳng định mỗi ngày có thể bơm nước vào 200 đến 300 con gà bằng chiếc xi lanh này. Tại một cơ sở giết mổ khác, tinh vi hơn, chủ cơ sở này dùng hẳn bình nén khí để phục vụ việc bơm nước vào gà. Với chiếc bình này, mỗi ngày có thể bơm nước tối đa vào khoảng 500 con gia cầm. Đây, chỉ bơm vào đây thôi, như này thôi. Đấy. Đâu thì bơm ít thôi, cũng không bơm nhiều đâu. Đấy, đây là mình chỉ cắm vào đây là nó ra như này. À. Thế ví dụ mình không có cái bình này thì là mình chỉ dẫn như này. Mở ra phải dẫn lên xuống. Lườn, cánh, đùi, cổ là những bộ phận có thể bơm nước vào cơ thể gia cầm. Sau khi bơm, các bộ phận này sẽ phồng to, bắt mắt và trọng lượng có thể được tăng lên 200 gram trên một con, tương đương 20.000 đồng. Bên đấy thì họ đều ấy hết à? Họ đều làm như mình hết à cô? Cũng đều bơm hết. Bơm hết thế cho nên là mình chạy nhau bán, bắt yeah. Là mình phải làm thế. Theo các nhà khoa học, hành vi bơm nước vào gà sẽ khiến chất lượng thịt gà bị suy giảm. Bên cạnh đó, khi bơm nhiều nước, thịt sẽ bị nhão, tạo môi trường cho vi sinh vật phát triển. Đó là chưa kể đến việc nếu nguồn nước bơm vào gà là nước ao thì nguy cơ thịt bị nhiễm vi khuẩn tiêu chảy E. coli, nhiễm các chất kim loại nặng là rất lớn. Người ăn thịt nhiễm khuẩn cũng dễ bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm bệnh. Những con gà đẻ thải loại sau khi được giết mổ sẽ có màu da trắng nhợt như thế này. Với mẫu mã như vậy sẽ rất khó bán. Trong khi những con gà đồi có màu da vàng bắt mắt và được bán với giá cao hơn. Vì vậy, những con gà thải loại được nhuộm để có màu vàng hấp dẫn. Trong ngâm nghệ. Ngâm nghệ. Để cho nó vàng cái da ấy, trông cho nó ngon ấy. Cô ngâm bột sắt à? Có. Mà ngâm bột sắt như thế nó nguy hiểm, có sợ không? À thì kệ mình ăn mình sợ. Ở đây là người ta ngâm nghệ. Sợ người ta ăn vào có sao đâu ạ? À thế à? Có nghĩa là từ trước đến nay cô ngâm bột sắt là... Là người ta mua về người ta ăn là chưa có chuyện gì? Còn từ trước đấy nữa chứ, còn từ thần thì còn chưa đi người ta ăn bột sắt. Đây là hai cái trang nhiều, nhà tôi là hàng là như vậy. Nhà mình là lấy thì cho ít thôi, tí thôi, đây là tị thôi. Cái này là ngâm vào là nó ra nó vàng. Ví dụ như là 20 con gà, mỗi ngày cháu thịt 20 con gà thì khoảng bao nhiêu thế? Mình chỉ dùng phải màu phải nhạt hơn. Đây là nhà tôi, nhà nó lấy vàng như này. Khoan cho xem hai cái. Trông nó lên màu đều, không có để... Không được dùng vàng như này. Đây nhà hàng, nhà này nó mới dùng vàng như này. Còn nhà chú thì dùng, thì nấu ra thì tôi chỉ cho này. Nhà chú thì dùng. Thế là những con gà đẻ thải loại có giá 100.000 đồng một cân đã biến thành những con gà thả đồi và được bán với giá 150.000 đồng một cân. Bây giờ ai người ta cũng nghệ, đều cũng có khác hết. Chả ai cũng nghệ, ai cũng không đổ cũng nghệ. Mua cái túi 30.000 có một túi. Chúng mua dùng à, còn lâu mới hết. Một túi 30.000. Theo tiến sĩ Trương Văn Dung, nguyên viện trưởng Viện Thú Y, việc nhúng gà vào bột sắt có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Nếu mà bị nhiễm nhiều là có thể dẫn đến ung thư. À, vì cái khi nó giải phóng cái gốc azo, giải phóng benzen thì nó sẽ tạo thành hợp chất rất độc.
Và nếu mà bị nhẹ thì cũng 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 dễ bị dị ứng, có thể rất dễ dàng bị dị ứng. Cho nên là đây là một cái chất mà người ta cấm không được phép sử dụng trong 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 công nghiệp thực phẩm. Đây là vật liệu được pha với nước nóng để nhúng gà vào làm gà đẹp mã hơn. Ta thấy Nam Châm không hút vật liệu này, điều đó chứng tỏ đây không phải là hợp chất mà có thành phần chủ yếu là sắt. Như người ta nói, đây là bột sắt. Đây là bột sắt nào ạ? Đấy, đây là bột sắt. Theo tiến sĩ Khải, tất cả các hợp chất có thành phần bột sắt đều bị hút bởi Nam Châm. Còn ở đây, chất dùng để nhuộm gà thì không. Để khẳng định loại hóa chất này là gì, tiến sĩ Khải tiếp tục làm một thí nghiệm nữa. Và vật liệu thứ hai là bột sắt mà tôi đã mang từ bỏ về, đã được Nam Châm hút. Vâng, các bác. Và tôi thổi nước nóng vào. Đây. Thế tôi tin rằng cái vật liệu mà người ta dùng để làm tăng mã một con gà đã là xe lanh. Và đây là nguyên tắc làm sơn đỏ. Đây là đa tinh thể, trong đó thành phần có xe lanh. Theo các tài liệu từ website Sức khỏe đời sống của Bộ Y tế, xe lanh là một phi kim về mặt hóa học giống như lưu huỳnh và tê lua. Nếu người bị nhiễm quá nhiều xe lanh sẽ có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa, rụng tóc, bong chóc móng chân móng tay. Còn tại website của Trường Đại học Thái Nguyên khẳng định, nếu cơ thể người dư thừa selen có thể bị xương phổi, xơ gan dẫn đến tử vong. Thói quen của bà Phớt hiện nay khi đi chợ mua gà vịt là mua gia cầm sống rồi trực tiếp chứng kiến tiểu thương giết mổ tại chợ. Nguyên nhân là do bà đã từng mua phải gà bơm nước. Bơm nước thì kiểu gì cũng bởi phải bơm mà. Kiểu gì là người ta cũng nói là gà là bơm nước, cái về chặt ra là cái toàn là nước là nước. Nên tôi chả mua gà ấy bao giờ đâu, còn người ta đây mua. Và dĩ nhiên là chỉ có những tiểu thương bán gà dày dặn kinh nghiệm mới có thể phân biệt được đâu là gà không bị bơm nước. Chung con gà bơm nước bây giờ chỗ này nó căng ra mà. Đấy, cái da nó không bao giờ lèo nhèo như này. Đây con gà của mình nó khô này, da nó lèo nhèo này, chứ có màu trắng hay chứ làm gì có màu vàng đẹp. Có màu vàng nhưng nó sẽ hơi nhạt. Đúng rồi, thường người ta dũng bột màu thì nó vàng con gà, nói chung là nhìn bắt mắt. Ý là nó không, nó bị bơm nước vào thì nó nhìn nó có bùng nhùng ấy. Nhìn thì nó căng hơn, con gà căng hơn nhưng mà nhìn nó có bùng nhùng. Việc nâng cao nhận thức để mỗi gia đình có được bữa cơm an toàn là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hồi chuông an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động như hiện nay. Kính chào quý vị, kính chào bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Cùng Nông dân ra đồng được phát sóng vào 5 giờ 40 phút sáng thứ tư hàng tuần trên kênh VTC16. Những thông tin thiết thực nhất về đời sống sản xuất nông nghiệp sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tuần này. Và sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Vụ lúa đông xuân 2019-2020 ở đồng bằng sông Cửu Long dự báo hạn mặn có thể sẽ lặp lại như đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016. Trong tuần qua, cả nước có thêm 4 địa phương ghi nhận tình trạng phát sinh mới và tái bùng phát trở lại các ổ dịch tả lợn châu Phi. Trong tuần qua, thì cả nước có thêm 4 địa phương ghi nhận tình trạng phát sinh mới và tái bùng phát trở lại các ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngoài nguyên nhân là không có vaccine đặc trị, thì việc kiểm soát tiêu độc khử trùng tại một số địa phương còn bị buông lỏng, chưa thực hiện triệt để. Một số hộ dân đã cố tình vứt xác lợn bệnh chết xuống sông, kênh mương đã khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Tại Quảng Bình, hai ổ dịch mới phát hiện nằm ở xã Xuân Hóa và Trọng Hóa thuộc huyện Minh Hóa. Toàn bộ 38 con lợn bệnh đã bị tiêu hủy. Tại Khánh Hòa, dịch bệnh vẫn tiếp tục phát sinh trên địa bàn hai xã Cam Hải Tây và Cam Thành Bắc. Thanh Hóa phải tiêu hủy hơn 2.000 con lợn mắc bệnh trong tuần qua. Hiện địa phương này có 1.752 thôn, còn các ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Hà Tĩnh có 12 trên 13 huyện thị thành phố đã xảy ra dịch với hơn 11.000 con lợn buộc phải tiêu hủy. Phức tạp nhất là tại 4 huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Đức Thọ. Còn tại Nghệ An, từ đầu tháng 10 đã phát sinh thêm 12 ổ dịch tả lợn châu Phi mới. Như vậy đã có 21 huyện, thị xã, thành phố của Nghệ An xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Vâng thưa bà con,
có thể nói là rất khó, nhưng dịch tả lợn châu Phi hoàn toàn có thể kiểm soát được. Mới đây tại Hungary đã kiểm soát thành công dịch bệnh này sau một năm thực hiện nhiều biện pháp dập dịch và không gây thiệt hại nhiều đến tổng đàn. Và bài học được nước bạn chia sẻ đó là người chăn nuôi cần nâng cao ý thức phòng chống, kịp thời báo dịch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Vâng, và đến nay thì cả nước đã có trên 5 triệu con lợn bị tiêu hủy vì dịch. Nguồn cung giảm đáng kể đã đẩy giá bán thịt lên mức cao. Theo dự báo của các chuyên gia thì giá lợn từ giờ tới cuối năm ở ngưỡng 65 tới 70 ngàn đồng 1 kg. Thưa quý vị, tuần qua Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn đã phát hiện một đàn gà của một hộ gia đình bị nhiễm cúm AH5N6. Đó là hộ gia đình của ông Nguyễn Đình Tập tại thôn Hòa Bình, xã Đắc Can, huyện Ngọc Hồi. Khi được phát hiện, đàn gà bị bệnh có khoảng 1.000 con, trong đó 150 con đã chết. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan thú y vùng 5 để xét nghiệm. Kết quả cho thấy dương tính với virus cúm AH5N1. Ngay sau đó, các ngành chức năng đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn gà theo quy định.